Từ Thiên Nguyên nhẹ nhàng gật đầu sẽ nói, băng tuyết bên ngoài đã tương đối dày, chúng ta không kém lắm cũng nên ra ngoài. Về sớm một chút đi, chờ một chút nữa chúng ta lưu ý một điểm, cẩn thận địch nhân đánh lén là được. Hai anh thần lúc này nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, tất cả mọi người chú ý, lấy mỗi người 10 người làm một tổ, thi triển ra hộ cháo liên hợp phòng ngự trận hình dày đặc chuẩn bị giờ đi. Rốt cuộc muốn đi, đám hồn đạo sư cũng đã một bộ sáng kích động, bọn hắn ở đây đợi không ít thời gian, lại trải qua chiến đấu, hiện tại cũng muốn về sớm một chút, cùng tôn chân chính ra chân thật nghỉ ngơi. Từng cái hồn đạo hộ cháo hình thành ở bên trong, hồn đạo hộ cháo cỡ lớn bảo vệ tất cả mọi người thì bắt đầu là chậm rãi yếu bớt. Nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện ra, hồn đạo hộ cháo của bọn hắn mặc dù yếu ớt, thế nhưng mà ngoại giới vẫn như cố duy trì ra một cái vòng bảo hộ hình nửa vòng tròn, vòng bảo hộ bằng tuyết. Tuyết đều kết băng rồi, hồn đạo hộ cháo cỡ lớn thu về, bông tuyết phía ngoài không có rơi xuống, giống như là một căn phòng băng to lớn phòng ngự ra cực kỳ kỳ lạ. Dùng hồn đạo xa tuyến thử một chút đi, Hạ Hình Thần nói. Lập tức thì có hồn đạo sư phóng ra một đạo hồn đạo xa tuyến, lập tức thì một cái lỗ xuất hiện ra, lộ ra sắc trời phía ngoài, đồng thời thì một cỗ hàn ý cũng đã từ bên trong lỗ nhỏ phả vào mặt. Haha, còn thật thú vị, không nghĩ tới hồn đạo hộ cháo của chúng ta còn có thể thành lập ra phòng nhà ở. Từ Thiên Nguyên cùng với Hạ Hiên Thần cũng hơi kinh ngạc, loại tình huống này bọn hắn cũng đồng dạng lần đầu tiên gặp được, có điều nơi đây không nên ở lâu. Từ Thiên Nguyên quyết định là thật nhanh hạ đạt ra mệnh lệnh, lấy tiểu tổ làm đơn vị, hồn đạo sao tuyến từ chính diện ra mở ra tảng băng, sau khi mà rời khỏi đây tập tức bay lên, khoảng cách lẫn nhau không được kéo ra quá lớn. Bắt đầu, một loại hồn đạo sư phía trước nhất là cấp tốc ra sờ lên hồn đạo khí thả tuyến, tập thể là phát xạ. Liên tiếp phốc phốc âm thanh vang lên, tảng băng kia chính diện lập tức thì bị đánh tan, lộ ra mảng lớn không gian ở bên ngoài. Một cô khí tức rét lạnh khó mà hình dung được cũng lập tức mà phả vào mặt. Thời điểm cô khí lưu rét lạnh kia xung kích ra các hộ cháo liên hợp phòng ngự kia của hồn đạo sư, khí lưu bị phòng bảo hộ kia ngăn trở, thế nhưng cô lực lượng cực hàn kia cũng trong nháy mắt đó ôm trọn tất cả mọi người. Bởi vì có hồn đạo hộ cháo tồn tại, đám hồn đạo sư cảm giác phải chậm hơn một chút, nhưng mà thời điểm bọn hắn nhìn lấy ở thế giới bên ngoài, từng người cũng không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn. Bên ngoài đã hoàn toàn chỉ là một mảng thế giới băng tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà chỉ có thể nhìn thấy màu trắng, vô số bông tuyết cuồng phong gào thét bay cuốn. Bởi vì lúc trước có thằng băng ngăn trở, bọn hắn căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dạng gì. Cũng liền trong lúc khiếp sợ nhìn thấy hết thảy trước mắt, bọn hắn cũng bất ngờ cảm nhận ra được hàn ý đánh tới. Nhiệt độ cơ hồ là lập tức hạ xuống đến âm 50 độ, hơn nữa còn dưới tình huống hồn đạo hộ cháo phòng ngự ngăn cách ra một bộ phận hàn ý. Mỗi một tên hồn đạo sư đều giống như là toàn thân lập tức bị gột ra một chậu nước lạnh, toàn thân huyết dịch ra phẳng phất đều sắp ngưng kết. Loại xung kích kịch liệt này làm bọn hắn dùng mình một cái, thân thể mỗi người đều vô thức mà run lên, hành động liền trở lên có một chân cứng ngắc. Có điều bọn hắn dù sao cũng là hồn đạo sư, hồn lực ở trong cơ thể lưu chuyển, vô thức chống cự lại giá lạnh ở bên ngoài đánh tới. Thế nhưng mà giá lạnh lại phẳng phất không đâu không có. Không tốt, nếu như vào lúc này Từ Thiên Nguyên cùng với Hạ Hiên Thần còn nhìn không ra vấn đề, bọn hắn cũng liền không xứng làm đoàn trưởng hai chi quân đoàn hồn đạo sư. Gió lạnh như thế đã vượt xa khỏi phạm trù bình thường, hàn khí khủng bố còn đang phi tốc bạo tăng, nhất là hàn lưu phía ngoài thổi vào, từng mảng bông tuyết xung kích ra ở trên hộ cháo liên hợp xa phòng ngự, vậy mà vang lên âm thanh giống như là kim loại ma sát. Lao ra bay lên, Hạ Hiên Thần lúc này cơ hồ không chút do dự là hét lớn một tiếng. Lúc này chỉ có ra lại nói, hiển nhiên thì bọn hắn đã trúng cạm bẫy của địch nhân, bây giờ đã không quan tâm đi suy nghĩ địch nhân là làm như thế nào làm được, nhưng hồn kỹ vô luận cường đại thế nào cũng không có khả năng đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, chỉ cần lao xá bay vào không trung tự nhiên là liền sẽ thoát ra do cực hàn khí lưu bao trùm. Hai anh thần lúc này phản ứng rất nhanh, hơn nữa hắn là người thứ nhất xông ra ngoài. Thế nhưng mà có ngày lúc này, nhà tiết lúc trước còn để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, lại không hề có điểm báo trước mà bạo tạc. Uỳnh một tiếng nổ kịch liệt vang lên, vô số cực hạn băng nổ tung, lực lượng bao tạc khủng bố ở trong khoảnh khắc đó hóa thành khí lưu cường liệt nhất, càng quét tất cả các hồn đạo hộ cháo. Lúc trước vì muốn đi ra bên ngoài, hộ cháo liên hợp phòng ngự biến thành ra mỗi 10 người một tổ, không còn chính thể, cho nên bây giờ liền tương đương với mấy chiếc hồn đạo hộ cháo riêng phần của mình thừa nhận ra lực bạo tạc khủng bố. Mới tên hồn đạo sư tu vi tứ hoàn hồn vương thực lực chung vào một chỗ vẫn là rất mạnh. Thế nhưng mà nếu như bọn hắn đối mặt chính là cường giả cấp bậc phong hào đồ la, vậy thì bọn hắn không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cơ hội, chính là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Ai cũng không có sự liệu đường trận đại bạo tạc bắt đầu, bởi vì lúc trước căn bản không có phát hiện ở bên ngoài có bất luận dao động hồn lực gì xuất hiện. Giữa tình huống này không có bất kỳ chuẩn bị, mỗi người lại nhận ra cực hàn ảnh hưởng, hồn lực của bản thân không phát huy ra được trình độ cao nhất.
Thời điểm vụ nổ lớn xảy ra, bốn chi tiểu đội hồn đạo sư tới gần tầng băng nhất, thực lực cũng yếu nhất, lập tức thì trong cực hạn bạo tạc biến thành mảng vỡ như là tảng băng sụt xuống đất. Thế nhưng là 40 tên hồn đạo sư vậy mà liền bị nổ chết, mà Hạ Hiên Thần vừa muốn lao ra cũng tương tự bị lực lượng bạo tạc kinh khủng cưỡng ép thôi động trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện đã trở nên hỗn loạn tương bừng, phòng ngự toàn lực phòng ngự, kim quang chém mắt bỗng nhiên bắn ra, đoàn trường từ thiên nguyên của mấy quân đoàn hoàng long ở ngực bắn ra một chùm kim quang hóa thành một mảnh quang cháo hướng ra bên ngoài, trụ vững mảng lớn hoa tuyết. Hắn cấp tốc vọt tới bên người của Hạ Hiên Thần, hai người hợp lực chống lên hồn đạo hộ cháo, xông ở vị trí đầu tiên. Đại bao tạc đến nhánh uy lực khủng bố nhưng mà biến mất cũng nhanh. Bao tạc biến mất về sau, ở trong toàn bộ 30 mấy tiểu đội hồn đạo sư, chứ 4 cái tiểu đội trước hết nhất đã bị nổ nát vụn ra, còn có 3 cái tiểu đội bởi vì lực lượng không đủ, bản thân hộ cháo liên hợp phòng ngự kia phá toái. Bọn hắn mặc dù không có bị trực tiếp nổ chết, thế nhưng cũng bị nhiệt độ siêu thấp ở bên ngoài đông kết thành từng tòa băng điêu. Càng khủng bố hơn chính là bọn hắn mới vừa phản hóa thành băng điêu, thân thể lại lần nữa nổ tung hóa thành mảnh vụn đầy đất, các bạn là không cách nào phân biệt xa đâu mới là nhân loại. 70 tên hồn đạo sứ ngay trong một trận tập kích kia hôi phi yêu diệt, còn có vài tiểu đội hồn đạo hộ cháo cũng bị nổ tung ở trong khoảng khắc. Thế nhưng bọn hắn đều cố gắng toàn lực thôi động ra hồn lực, trong lúc mà hỗn loạn lại đem hồn đạo hộ cháo phong bế, mới lấy may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Xông ra băng tuyết, hai đạo hồn đạo sứ cấp 9 đồng thời phóng ra công kích mạnh nhất của bản thân, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến hồn đạo pháo không ngừng nổ tung cách đó không xa. Vào lúc này, mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng hai chi quân đoàn cấp thú vương còn cho thấy tố chất cực cao của bọn hắn. Mỗi một tiểu đội đều trong lúc nhất thời lựa chọn bay lên, hướng về bên trong không trung bay đi, hơn nữa khoảng cách đều là rất gần. Từ Thiên Nguyên, Hạ Hiên Thần cùng bốn tên phó đội trưởng bay lên cuối cùng, bọn hắn toàn diện cho thấy tố chất thống soái của bản thân, đoạt hậu cho đoàn quân. Như là Hạ Hiên Thần phán đoán, khi mà quân đoàn hồn đạo sư bay lên tới độ cao 500m về sau, khí lưu cực hàn dần dần biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Có điều tuyệt đại bộ phần sắc mặt của hồn đạo sư cũng đều bị đông cứng thành màu xanh trắng. 300 tên hồn đạo sư thiếu đi 70 người, biên chế của hai chi quân đoàn hồn đạo sư cho tới bây giờ liên chỉ còn lại một chi. Sắc mặt của Hạ Hiên Thần rất là khó nhìn, hoàn toàn xanh xám. Nguyên nhân rất là đơn giản, trong 7 tiểu đội vừa rồi chết đi, còn có 6 cái đều là quân đoàn tà quân của hắn. Quân đoàn tà quân am hiểu nhất là tốc độ, nhưng ở thực lực tuyệt đối cùng với quân đoàn Hoàng Long còn có chỗ chênh lệch. Bởi vậy trên trình thể thực lực, quân đoàn Hoàng Long vào lúc này liền hoàn toàn hiện ra ưu thế của bọn hắn, tổn thương phải nhỏ hơn rất nhiều. Từ Thiên Nguyên lúc này đại khá liền nhìn một cái, liền nhìn ra vấn đề, phụ vũ bả vai của Hạ Hiên Thần. Lão Hạ đừng nóng vội, chờ trở về. Từ chúng ta từ quân đoàn hậu bị ở bên đó bổ sung ra một chút nhân thủ cho người. Chúng ta tiểu nhân dựng thêm pháp trận phòng ngự ra liên hợp với chúng ta, không thể nào lại cho địch nhân lợi dụng thời cơ. Một trận đại bao tạc vừa rồi tới quá đột ngột, làm bọn hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Hạ Hiên Thần cùng với Từ Thiên Nguyên lúc này tự nhận ra đã 10 phần cẩn thận, thế nhưng mà ai biết đường còn bị mắc lừa. Bọn hắn cho tới bây giờ đều nghĩ không xa, vụ nổ vừa rồi đủ để so với đinh trang hồn bạo đàn cấp 8 đến tột cùng là từ đâu mà đến. Vì sao những tảng băng kia sẽ bị dẫn bão? Hộ cháo liên hợp phòng ngự kia một lần nữa chống ra, lần này thì vì an toàn, do hai chi quân đoàn hồn đạo sư cùng một chỗ thi chiến, hào quang hồn đạo hộ cháo kia cũng trở lên 10 phần thuần túy. Đi, chúng ta trước về hướng nơi xa bay một khoảng cách lại nói. Muốn chế tạo ra loại tình huống vừa rồi, đoán chừng hẳn là năng lượng loại lĩnh vực, tiêu hao của loại năng lực này cũng to lớn. Mặc dù tìm không thấy những tên khốn kiếp kia, những tin tưởng bọn hắn còn muốn truy tùng chúng ta cũng không thể dễ dàng trước rời xa bên này. Quân đoàn hồn đạo sư bắt đầu là hướng về phương tây xa tốc phi hành. Hai chi quân đoàn hồn đạo sư đồng thời chống ra phòng ngự hộ cháo sẽ tiêu hao rất lớn, hơn nữa không thể nào phi hành thời gian dài. Nhưng ở dưới loại tình huống trước mắt cũng đã khôi phục lại không quản được, trước rời xa địa vực nguy hiểm này mới là trọng yếu nhất. Thân sắc Từ Thiên Nguyên so với Hạ Hiên Thần tốt hơn một chút, tối thiểu hắn ở bên này tổn thân không tính quá lớn. Hạ Hiên Thần được Từ Thiên Nguyên an ủi, sắc mặt mặc dù hơi đẹp mặt một điểm, thế nhưng mà khí tức vẫn như cũ là âm trầm. Đội sự bị của một đội viên chính thức tuyển ra chênh lệch vẫn là rất lớn, muốn bồi dưỡng ra được một thành viên hợp cách cần không ít thời gian. Lần này thì thật sự là nguyên khí trọng thương, quân đoàn tà quấn cơ hồ là 2/3 nhân thủ đều đã không còn. Đoàn trưởng huynh đệ dường như là không ổn. Ngay lúc này, một giọng nói lộ vang lên. Từ Thiên Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau mình cách đó không xa, một hồn đạo sư quân đoàn Hoàng Long đỡ lấy một người khác. Hồn đạo sư bị hắn đỡ lấy sắc mặt tái nhợt, gãy mất một cánh tay cùng với một cái chân, toàn thân bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt trắng bệch đến khủng bố ga, hai cả hai mắt đều đã ảm đạm ra không ánh sáng. Từ Thiên Nguyên lúc này khóe miệng co giật một cái, tâm tình cũng đã bắt đầu trở nên u ám. Bay đến bên người của hồn đạo sư thở dài một tiếng. Huynh đệ đi tốt, chờ chúng ta trở về.
nhất định là sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho người. Vừa nói hắn sờ tay lên, hứa về trên trán của tiên hồn đạo sư bị trọng thương mới tới. Đây là quy củ ở trong quân, bản thân bị trọng thương nếu như mà không kịp cứu chữa, vậy thì cho dù là soái xuất gia đều là hẳn phải chết, liền tương đương với anh hùng tán thân ở trên chiến trường. Sau khi trở về chẳng những được hậu táng, hơn nữa trong nhà sẽ còn được đền một bút tiền trợ cấp gia cực kỳ là phong phú, thậm chí thống soái còn sẽ tự thân đến phúng viếng. Trên mặt tiên hồn đạo sư kia toát ra vẻ vui mừng, nhắm hai mắt lại chuẩn bị tiếp nhận tử vong tiến đến. Từ Thiên Nguyên, một trường vũ cũng không tính là dùng quá sức, hắn là dự định bàn tay tiếp xúc với đến cái chán của tiên hồn đạo sư về sau, hồi lực mới phóng ra bên ngoài, bằng không thì dùng sức quá lớn liền sẽ hủy đi thi thể của hắn, đều là đồng đội hắn cũng không xuống tay được. Hạ Hiên Thần lúc này quay đầu lại, loại chàng diện này vô luận là ai đều không nguyện ý nhìn thấy nhất, đám hồn đạo sư khác cũng đều không khỏi ảm nhiên mà cúi đầu. Ngay lúc này đột nhiên, thân thể của Từ Thiên Nguyên chấn động, tên hồn đạo sư bị trọng thương kia còn sót lại một tay, đột nhiên lặng yên không một tiếng động hướng về tới ngực của hắn. Từ Thiên Nguyên lúc này vốn cho rằng hắn là vô thức làm vậy, thế nhưng mà liền một cái chớp mắt tiếp theo, một cỗ nguy cơ khó mà hình dung lập tức dâng lên ở từ đáy lòng. Căn bản không cần chính hắn làm phản ứng gì cả, hồn đạo hồ cháo tự động vô địch hồ cháo trên người cô đều là trong lúc nhất thời là bị dẫn động. Ánh sáng trói mắt sao đồng hồn lực kia mãnh liền cũng đã kích động tất cả mọi người. Đáng tiếc phản ứng của bọn hắn đều đã quá muộn. Một cái vòng xoáy màu lam đậm lặng yên có một tiếng đồng xuất hiện ra ở trước ngực của Từ Thiên Nguyên. Lấy tu vi hồn đạo sư cấp 9 của hắn, hồn đạo hộ cháo vô địch hộ cháo cường hãn, trước mặt vòng xoáy màu lam đậm lại bị xé nát, cánh tay màu xanh tái nhợt như tuyết cũng ngay vào lúc này nhẹ nhàng đặt trên ngực của Từ Thiên Nguyên. Ngay sau đó thì tinh thần khủng bố bùng nổ ra, lấy thân thể thương binh kia làm trung tâm, lập tức hướng về ra ngoài phóng xa. Mười mấy tên hồn đạo sư gần đó cơ hồ là trong khoảng khắc nổ đầu, ngay cả mấy tên phó đoàn trưởng đều bị tinh thần lực lượng khủng bố xung kích bay ra bên ngoài. Hạ Hiên Thần cũng đã lảo đảo một cái bay ngược xa mười mấy mét, thân thể của Từ Thiên Nguyên cứng ngắc giữa không trung, hồn đạo khí phi hành ở sau lưng quán lúc này cơ hồ lập tức dập tắt. Tên thương binh kia còn có tên hồn đạo sư trước đó hồi báo, thân hình lại lặng yên phai nhạt. Ngay sau đó thì hộ cháo liên hợp phòng ngự, đôi chân bóp méo một cái, hai đạo thân ảnh cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Đám hồn đạo sư thi triển ra hộ cháo liên hợp phòng ngự kia cũng chỉ đối ngoại mà không đối nội, nếu mà cách khác người ở bên trong có thể ra ngoài mà người bên ngoài không thể nào tiến đến, chỉ có trên địa hồn đạo khí phòng ngự liên hợp kia mới có thể tiến hành điều khiển. Đối nội đối ngoại đều có thể ngăn cách hoặc là không ngăn cách. Thẳng đến thân ảnh của hai người kia biến mất, thân thể của Từ Thiên Nguyên mới bay theo hồn đạo sư khác hướng về hồn đạo hộ cháo đụng đến. Hạ Hiên Thần lúc này cơ hồ ngay lập tức tiến lên muốn giữ chặt hắn, nhưng mà đã muộn. Ầm một tiếng, thân thể của Từ Thiên Nguyên lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảng vỡ mà bay tán loạn. Hồn đạo hộ cháo của Hạ Hiên Thần lúc này lần này lên đường kích phát xa, mới không có thủ thương, thế nhưng mà xung quanh lại có mấy tên hồn đạo sư bị nổ chết. Hỗn đàn, Hạ Hiên Thần lúc này phẫn nộ gầm thét, tất cả đám hồn đạo sư của quân đoàn Hoàng Long cũng không khỏi mà bị thương lên tiếng. Từ Thiên Nguyên chỉ huy quân đoàn hồn đạo sư này đã được thời gian rất lâu, lúc này vẫn lạc, đối với toàn bộ quân đoàn Hoàng Long đã kích không gì sánh kịp. Ai có thể nghĩ đến hồn đạo sư cấp 9 một đời cường giả, đế quân thần vương thế mà liền vẫn lạc, thậm chí là không thể cùng với đối thủ chính diện giao thủ chống lại. Thống khổ bi thương phát ra trong miệng mỗi một hồn đạo sư, nhưng bọn hắn lại căn bản ngay cả kiều nhân là ai đều không thấy rõ ràng. Bọn hắn thậm chí không biết hai tên địch nhân là như thế nào mà trà trộn vào được. Ở xa ngoài mấy ngàn mét giữa không trung, vũ hào kéo tay của Đường Vô Đồng chậm rãi hiện ra. Đương nhiên chỉ là chính bọn hắn mới có thể nhìn lấy lẫn nhau, nhưng cường giả của đế quốc Nhật Nguyệt kia tuyệt đối là không thấy được bọn hắn. Không thể nghi ngờ vừa rồi hai người đánh lén Từ Thiên Nguyên chính là vũ hào của Đường Vô Đồng. Nói chính xác hơn là một trận tập kích bất ngờ hoàn mỹ, hành động trảm thủ cả hoàn mỹ.